Nay các con sẽ học cùng em học toán lớp 4 tuần 20 trang 8, 9, 10. Bài 1. Hình viết số chỉ phần đã tô đậm trong mỗi hình mẫu. Các thấy đây 1, 2, 3, 4 và có một phần tô đậm. Ta sẽ viết là 1 phần 4. Đọc 1 phần 4. Tương tự như vậy, ta sẽ viết tiếp với các hình còn lại. Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên pha không viết dưới gạch ngang. Khi đọc phân số, ta đọc tử số trước. Dấu gạch ngang đọc là phần, sau đó đọc mẫu số. Ta có lời giải như sau. 1 phần 4, 2 phần 6, 4 phần 9, 3 phần 5, 5 phần 8. Chuyển sang bài số 2. Viết theo mẫu. Phân số, tử số, mẫu số. 7 phần 3, tử số là 7, mẫu số là 3. Ta sẽ có hai cách viết, ta có thể viết như này hoặc ta viết số 7 ở đó gạch ngang và số 3 mẫu số. 4 phần 5, 9 phần 17, tử số 2 mẫu số 7, 13 phần 15, tử số 21 mẫu số 27. Mỗi phân số đều có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác không viết dưới gạch ngang. Mình cùng suy nghĩ và làm nhé. Nào các con cùng kiểm tra. Phân số 7 phần 3, tử số 7, mẫu số 3. 4 phần 5, tử số 4, mẫu số 5. 9 phần 17, tử số 9, mẫu số 17. 2 phần 7, tử số 2, mẫu số 7. 13 phần 15, tử số 13, mẫu số 15. 21 phần 27, tử số 21, mẫu số 27. Sang bài số 3. Tô màu để được hình tương ứng với phân số theo mẫu. Ta sẽ đến 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy tô màu 2 phần, ta sẽ có 2 phần 6. Ta dựa vào phân số đã cho được tô màu vào các ô. Phân số chỉ phần được tô màu có tử số là số phần được tô màu và mẫu số là tổng số phần bằng nhau. Ta sẽ tô màu như sau. 4 phần 6, 5 phần 8, 1 phần 2, 2 phần 6.
Sang bài 4. Viết theo mẫu. Mẫu 1 chia 4 bằng 1 phần 4. 5 chia 17, 4 chia 25. B. 12 chia 3. 24 chia 8. 36 chia 6. Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác không có thể viết thành một phân số. Tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Các con sẽ suy nghĩ và làm nhé. Nào, ta sẽ thấy là 5 chia cho 7 sẽ bằng 5 phần 17. 4 chia 25 bằng 4 phần 25. 24 chia 8 bằng 24 phần 8. 36 chia 6 bằng 36 phần 6. Xong bài số 5, viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số bằng bằng 1 theo mẫu. Mẫu bằng 5 bằng 5 phần 1, 9 bằng chấm chấm 3, chấm chấm 1. Mọi số tự nhiên có thể viết thành phân số, có tử số là số tự nhiên và số đó là mẫu số bằng 1. Ví dụ, ta thấy 9 sẽ bằng 9 phần 1, 3 bằng 3 phần 1 và 1 bằng 1 phần 1. Bài số 6, tô màu vào ô chứa phân số bé hơn 1. B. Tô màu vào ô chứa phân số bằng 1. Các con hãy quan sát ra đó là phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1, mà phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1. Ta sẽ tô A 1 phần 2, B 10 phần 10 và 8 phần 8. Bài số 7, viết số thích hợp vào ô trống để được hai phân số bằng nhau. Con quan sát và nhẩm thầm bài toán. Áp dụng tính chất cơ bản của phân số như sau. Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác không, thì được một phân số bằng phân số đã cho. Còn nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không, thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. Rồi các con đã có đáp án chưa? Ta sẽ viết 2 phần 3 sẽ bằng 8 phần 12 và 10 phần 30 thì sẽ bằng 30 phần 90. 25 phần 50 sẽ bằng 1 phần 2. Và 3 phần 5 sẽ bằng, đây là 3 phần 7. Rồi, chúng ta cũng biết này. 3 phần 7 sẽ bằng 21 phần 49. 2 phần 9 sẽ bằng 16 phần 72 và 5 phần 3 bằng 30 phần 8. Bài 8. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm. 4 quả táo chia cho 5 người. Mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu quả táo? Có 3 bình nước, rót đều vào 6 lọ. Mỗi lọ có bao nhiêu lít nước? Thương của phép chia cho số tự nhiên. Cho số tự nhiên khác không có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. Ta sẽ có là 4 quả táo chia đều cho 5 người thì mỗi người sẽ nhận được 4 phần 5 quả táo và có 3 lít nước và đều vào 6 lọ thì mỗi lọ có 3 phần 6 bằng 1 phần 2 lít nước. Sau phần vui học, viết phân số thích hợp vào chỗ trống. Trên sân trường người ta trồng 4 cây bằng lăng và 5 cây phượng.
6 cái bảng, phân số chỉ số phần cây bằng lăng trong các cây trên sân trường là, phân số chỉ số phần bằng cây bàng trong các cây trên sân trường là, và phân số chỉ phần số cây phượng vĩ trong các cây trên sân trường là. Ta tính tổng số cây trên sân trường, sau đó viết phân số chỉ từng loại cây trong sân trường. Ta thấy người ta trồng trên sân trường tổng số cây sẽ là 4 cộng 5 cộng 6 sẽ bằng 15 cây. Phân số chỉ phần cây bằng lăng trong các cây trên sân trường là 4 phần 15. Phân số chỉ phần cây bàng trong các cây trên sân trường sẽ là 5 phần 15. Và phân số chỉ phần cây phụng vĩ trong các cây trên sân trường là 6 phần 15. Bài học của các con đến đây đã hết. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi.